Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 3. Hôm nay một em Mimaki mới về. Đây Mimaki CG60SL. Vì sao anh bán chạy thế? Mình bán hàng của anh là toàn hàng tốt, được sửa chọn mãi mới được một em đấy. Nên là khách hàng nào may mắn lắm mua được của mình. Chất lượng luôn, hàng này là toàn hàng đồ đồng của đá. Đây là còn nguyên những cái như này rồi. Nguyên ra nguyên kiện. Đây những bạn này là những bạn này lên đời. Lên đời lên hàng hàng ghế mới của hàng quảng cáo các bạn. Cái lò này thì dùng không dùng cổng quang, mà cổng USB luôn. Đấy, cái này là đặt đề lên đây. Không có bạn mua bỏ là em mua đang mua được của anh, nhưng em thấy trên mạng có em lại mua luôn. Nhưng mà về thì tháo ra thì lúc nó trục trặc thì tháo ra là nó mùn hết hai cái dây cô loa. Nên là lại phải thay mất mấy triệu dây cô loa, rồi thì cả những cái phụ kiện nó kèm theo nó đều hỏng vặt theo. Về vẫn chạy được, nhưng mà chạy được một tuần thì nó lại bị hỏng. Đây chủ này rất là giữ gìn, nhưng máy nhìn nó còn đẹp lắm, minh minh. Đây để ra đây luôn. 13 đơn đóng máy. Đây là để alu lên đây. Để quảng đẹp can lên đây. Đây cái này nó còn nguyên cái trục để đề can này. Đấy, cuộn nó trơn này. Nguyên bản của SL nhé, nhưng mà không phải máy nào cũng có đâu. Thế nên bạn nào mua máy này thì mình có đặt đề can lên. Đây nó có hai cái bánh tì này. Đấy, để nó trượt cái cuộn đề can này. Đấy. Người ta thiết kế thế. Đây máy đây. Máy vẫn còn nhìn vẫn còn ngon thế này cơ mà. Đây dây cô loa. Mình cho chạy thử luôn cho các bạn xem nhé. Nhiều bạn mua trên mạng là đã bị lừa rất nhiều rồi. Chuyển tiền xong còn không thấy người ta chuyển hàng cho cơ. Còn kiện nhau rồi nói nhau đầy trên mạng. Nên các bạn lưu ý nhé. Các bạn mua của mình còn cài đặt cho này, xong rồi hướng dẫn sử dụng này, xong rồi bảo hành cho các bạn này. Ít nhất là bảo hành 3 tháng, bảo trì trọn đời, hỏng cái gì mình sẽ thay cho các bạn được đấy. Xoay gần cho các bạn xem. Các bạn muốn cho đề can thì các bạn nhấc này lên này, bút đề can ở đây này. Tháng vừa rồi mình bán được 8 cái máy cắt này. Máy cắt này trong đấy có 3 cái Mimaki SL như này, còn 5 cái là ST. Nên là vẫn có hai bạn xuống mà không mua được. Một bạn đặt cọc, một bạn xuống tận nơi nhưng mà cũng không có hàng. Các bạn đặt cọc mà không có hàng mình trả lại cọc cho các bạn yên tâm. Các bạn muốn đặt cọc để giữ máy thì mình nhận hàng cho các bạn thôi. Để cho các bạn khi nào mà có máy thì mình sẽ ưu tiên cho những bạn nào đặt cọc trước. Máy đúng là không có để bán thật. Đầu năm các bạn đầu tư nhiều, mà chỗ mình thì uy tín thì có thừa rồi. Bán hàng cần nhất là cái uy tín thì các bạn cực kỳ yên tâm luôn rồi. Cắt ngón tay cũng được. Các bạn mua về thì các bạn mới đánh giá được
Những bạn mua về các bạn cứ điện cho cái số điện thoại những bạn mua là các bạn sẽ biết mình chăm sóc như nào. Quá nhiệt tình luôn. Đấy, chạy rất ngon các bạn nhé. Đây nhiều bạn về mới là các bạn chưa biết là đây này, để đút đề can lên thì nhấc này lên này. Đấy. Nhấc này thì hai cái bánh tì này nó sẽ nhâng lên. Đấy, nhâng lên. Đấy, sau đó đút đề can vào. Đút đề can vào thì lưu ý là những cái điểm trắng như này. Những cái điểm trắng là những cái điểm để đặt bánh tì nhé. Đấy. Nếu mà cái điểm trắng này không rõ thì các bạn sờ bên dưới cái trục nhám này, thấy nó sần sần đấy là đặt lên nhé. Sau khi cho đề can xong thì các bạn hạ này xuống này. Đấy, hạ xuống là nó sẽ giữ chặt đề can này. Khởi động thì cho cắt thử lần nữa nhé. Đây, ấn nút này cắt thử. Cắt chữ cút rồi. Đấy. Để tay móng tay còn được. Còn nào mua thì kết nối nhá. Đấy, nhiều bạn bảo là muốn xuống mua ngay nhưng mà xuống thì lại thấy hết hàng. Nên các bạn cứ cách tốt nhất là các bạn đặt hàng. Các bạn đặt hàng đã. Đặt hàng thì xuống còn. Nên các bạn mà xuống mua ngay không phải lúc nào cũng có. Riêng cái máy cắt này thì lúc nào hàng về thì mình sẽ báo các bạn. Đấy, bạn nào đặt hàng trước thì mình sẽ chuyển cho các bạn. Đây con này ngon này, mới cứng. Vì sao nhìn nó mới như này? Vì đây là chủ rất là cẩn thận. Họ dán cái lớp băng dính lên đây. Thế bây giờ bóc băng dính ra cái là nhìn nó như mới luôn. Nếu mà để bình thường không bóc thì nó sẽ vàng ra như này. Tức là thời gian thì nó sẽ úa vàng. Nhưng khi bóc băng dán băng dính vào bóc ra thì nó nhìn như nó sẽ mới. Nhìn nó đẹp lắm. Con này vẫn đẹp. Bạn nào mua thì alo nhé. Máy phun cắt Duy Tùng Bắc Giang nhé. Đây hàng hôm nay lên đường của ngày hôm nay này. Bạn Thiêm này. Bạn Thiêm lấy khóa ở Bình Định này. Bạn Trường Sơn Long An này, lấy bếp carbon này. Đấy, bếp carbon. Bạn Tiến Thịnh Hà Nội này. Đấy. Cối đây, cối mình đóng sẵn ở đây rồi. Dây đây, dây hơi thì mình dùng toàn dây của hàng Cali hết, hàng Đài Loan xịn hết. Hàng này chịu watt 12,5. Bạn nào mua thì alo nhé. Máy rất nhiều đây. Máy tràn ngập nhà, còn ở đây trên kho nữa. Nếu bạn nào mua thì alo. Đây là hàng máy Pegasus này. Đây cối đây, cối đây rất nhiều đang đóng sẵn rồi đây. Chỉ việc cứ thế này là lên đường thôi. Đây. Máy lên khí đây. Bạn nào mua thì alo, máy phun cắt Duy Tùng. Đây mình đang chuẩn bị ép hơi cho mấy em này. Ép hơi và đóng hàng. Cho bạn nào đặt hàng là cứ thế là hàng lên đường thôi. Bạn nào mua thì alo nhé. Máy phun cắt Duy Tùng Bắc Giang. Điện thoại 0915 101 180. Xin chào tạm biệt các bạn.